Trung Nguyễn xin kính chào quý khách hàng. Đặc biệt hôm nay Trung Nguyễn xin giới thiệu với khách hàng một dàn máy karaoke cho những nhà lớn, nhà house. Đây là dàn máy Syntronic 5000W Karaoke System. Thì đây là phía sau của dàn máy mình. Thì giống như Trung Nguyễn cũng nói, đây là cái đầu âm ly nè, cái đầu máy karaoke hot drive. Đây là ở sau lưng là cái karaoke, cái vang số processor. Và đây là cặp microphone. Đầu tiên nhất là mình bắt đầu từ cái đầu máy này đi. Thì mình sẽ cắm là cái dây HDMI ha. Đây là dây HDMI. Thì mình sẽ cắm vô cái đầu HDMI chỗ này ha. Hai dây thì cái đầu dây này đó, mình sẽ cắm vào cái HDMI của cái TV. Thì Trung Nguyễn sẽ kéo lên cái TV đây. Từ cái HDMI cái đầu máy lên cái TV, rồi lấy từ cái TV optical kéo xuống cái đầu vang số là cái đoạn thứ ba ở đây. Thì cái vang số mình sẽ cắm cái đầu optical vào chỗ này ha. Đây nó có đề chữ optical đây. Cắm vào cái khớp nó thôi, rất là dễ chứ không có cần phải đẩy nó vô khó đâu. Cắm vô khớp nó vào đây. Đây là cái optical của nó. Thì từ cái TV mình sẽ cắm vô optical vô đây ha. Đây là cái dây Canon 3 chấu XLR và đây là dây đỏ trắng RCA. Thì mình sẽ cắm từ cái vang số nhá. Min red, min left, min right ha. Cắm vào đây, đỏ thì đỏ, mình cắm vào đây là cái đầu speakcon, cái đầu cái đầu XLR Canon ha. Bên phải với bên trái thì mình sẽ cắm vào đây. Đó, phải trái. Thì cái đầu dây này đó, mình sẽ kéo cái âm thanh nó xuống vào cái đầu nó có EUX, Auxiliary, DVD, HDD. Đỏ theo đỏ, trắng theo trắng ha. Left to right, xuống dưới cái đầu lọc âm ly, đỏ từ đó trắng theo trắng. Thì cái kế tiếp nữa thì coi như mình cũng sắp xong rồi. Mình sẽ cắm cái dây lo. Thì đây là lo mình cắm. Thì ở bên đây nó có là lo, 4 lo, phải, trái, trái, phải. Thì mình sẽ cắm cũng giống nhau thôi, đỏ theo đỏ, đen theo đen. Đây là một lo. Rồi mình cắm cái lo bên kia cũng vậy, đỏ theo đỏ, đen theo đen. Đây là một lo nữa. Thì mình cái đầu âm ly này mình có thể cắm được 4 lo. Thì hiện tại mình xài dàn máy này Trung Nguyễn chỉ hai lo thôi. Thì mình cắm đỏ theo đỏ, đen theo đen ở đây. Và ở bên cái lo mình cũng cắm đỏ theo đỏ, đen theo đen ha. Nó đời là sub out, output, sub out chỗ này. Thì mình cũng đi theo, đỏ theo đỏ, trắng theo trắng. Thì cũng y chang vậy, mình cắm ở bên cái cục subwoofer cũng là đỏ theo đỏ, trắng theo trắng. Còn một cái cuối cùng nữa thôi, hồi nãy mình cắm là đầy đủ hết rồi, chỉ còn thiếu cùng cái phần microphone nữa thôi. Thì microphone ở đây nó có chỗ nó đều là mix out. Thì mình dùng 1/4 đây ha. Nếu mà mình có Canon thì mình dùng Canon cũng được. Còn nếu mình dùng 1/4 thì dùng 1/4 dễ nhất. 1/4 cắm vào một cái ổ ở đây của cái hộp microphone. Nhớ nha, mix out. Đó là vang số mình có mic số 1, mic số 2 ấn sao. Thì mình cắm sao cho nó dễ, nó khỏi mất công thấy nó nhiều. Cắm vô cái nào cũng được nhé. Mic 1, mic 2 cũng được, cắm vô đây. Đầu tiên thì mình chỉ theo màu thôi, đa số là màu đỏ theo màu đỏ, màu trắng theo màu trắng, hay là đỏ theo đỏ, đen theo đen, qua lo thôi. Đầu máy karaoke là đầu hot drive, nó sẽ phát âm thanh với hình bằng dây HDMI lên TV. Rồi từ cái TV sẽ phát âm thanh vào cái ngã optical vô trong cái cục vang số. Từ cái vang số phát âm thanh Canon ra bên cái đầu âm ly đỏ trắng vô cái auxiliary. Từ cái âm ly này nó nhận được âm thanh, nó sẽ phát ra lo đỏ trắng. Từ cái đầu máy hot drive vô cái vang số tiếng microphone, vô cái vang số, tất cả dựng ở đây nó mix out, nó vô trong lo của mình. Thì qua cặp âm ly là âm ly phát ra lo cho mình, thì âm ly cũng phát ra bên tiếng subwoofer luôn. Dạ, đây là cách gắn hoàn hảo của dàn máy Syntronic Complete 5000W Karaoke System. Công ty Syntronic ở tại là góc đường Haza và đường Euclid, thành phố Garden Grove. Số điện thoại liên lạc 714-719-2474 hoặc 714-450-6666. Khách hàng có thể order trên điện thoại, đặt hàng trên điện thoại, thanh toán trên điện thoại hoặc là order online ở Syntronic.com. Complete Syntronic Top of the Line, dàn máy đặc biệt Top of the Line, hoàn hảo, cao cấp. Giá thường là 7.500, on sale chỉ cần 4.500 đồng mà thôi. Và một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng.